chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một chiếc TV Xiaomi. Và trong thời gian qua thì nhiều bạn hỏi mình rằng: anh ơi, có nên mua TV Xiaomi không? TV Xiaomi rẻ vậy thì có nên mua hay không? Và chất lượng của những chiếc TV Xiaomi thì như thế nào? Vâng, mình vừa nhận một chiếc TV của khách hàng. Thì trong quá trình mình nói chuyện với khách hàng và trong quá trình mình sẽ mở chiếc TV này ra và mình sẽ phân tích để quý vị các bạn hiểu được, để các bạn quyết định có mua chiếc TV Xiaomi không hay các bạn mua những chiếc TV thương hiệu ở trên thị trường Việt Nam. Trước khi mà tôi mở lắp một chiếc TV Xiaomi này thì tôi quay gần để quý vị các bạn biết được cái ban bệnh của chiếc TV này. Đây, khi mà tôi quay gần thì quý vị các bạn sẽ nhìn được những đường kẻ dọc màn hình như thế này rất là nhiều. Đấy, vậy thì sao ạ? Vậy thì chứng tỏ rằng là một chiếc TV Xiaomi của hãng Xiaomi đây, toàn màn hình bị kẻ sọc đứng rồi, là hiện tượng hỏng màn hình. Vậy thì sau khi mà tôi mở lắp một chiếc TV Xiaomi mà tôi vừa nhận được của khách hàng, một chiếc TV Xiaomi 58 inch, thì bên trong của chúng có gì ạ? Vâng, bên trong của chiếc TV 58 inch này, thứ nhất là bo mạch chủ của chiếc TV này, vâng, nó cũng rất là bé thôi, nó không phải là gì là quá là to. Thứ hai là ở giữa này nó có sẽ có một cái bo tê con màn hình, vâng, bo tê con màn hình như đây ạ, đây ạ. Và hai bên là hai đôi loa. Và ở bên trái là một chiếc bo nguồn, vâng, kích thước thì rất là nhỏ bé và nhỏ gọn. Đây là những gì có bên trong một chiếc TV 58 inch của một chiếc TV Xiaomi. Khi mà tôi mở lắp một chiếc TV Xiaomi 58 inch ra thì quý vị và các bạn biết được bên trong của chiếc TV này, cấu tạo cũng khá đơn giản và rất là nhỏ gọn. Vâng, chính vì cấu tạo đơn giản và nhỏ gọn như này thì nó cũng là một phần nói đến cái giá thành của chúng sẽ rẻ. Trên thị trường hiện nay thì quảng cáo những chiếc TV Xiaomi chúng được bày bán trên thị trường với giá vô cùng là rẻ, mặc dù kích thước của chúng thì khá to. Nếu thông tin của khách hàng cung cấp với mình và nói với mình rằng chiếc TV này khách hàng mua 2022, một chiếc TV 58 inch mà đến 2024 chiếc TV này hỏng và đang hỏng màn hình, đang nằm trên bàn làm việc của tôi đây, thì quan điểm của tôi sẽ phân tích như sau. Nếu thông tin của khách hàng cung cấp cho tôi là đúng thì tôi chưa chắc tôi đã chọn mua dòng sản phẩm TV Xiaomi này, mặc dù nó rất là to. Ngược lại, tôi sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm có kích thước bé hơn nhưng tuổi thọ của chiếc TV sẽ bền hơn. Vâng, như các bạn được biết, thông thường một chiếc TV của một số thương hiệu như Samsung, Sony, LG thì thông thường tuổi thọ trung bình của chúng sẽ là 5 đến 7 năm. Nếu một chiếc TV 5 đến 7 năm mà 49 inch, giá 8 triệu thì tôi sẽ chọn một chiếc TV kích thước bé hơn một chút nhưng mà một chiếc TV thương hiệu và tuổi thọ của chúng sẽ dài hơn 5 đến 7 năm thì sẽ tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Vì vậy mà không nhất thiết là cứ phải mua TV quá to nhưng mà chóng hỏng thì tôi không chọn về vấn đề này. Đấy là quan điểm của tôi. Còn quan điểm của các bạn đang dùng những sản phẩm Xiaomi thì sao? Vâng, các bạn sử dụng được mấy năm rồi và chiếc TV này có thực sự tốt hay không? Các bạn hãy để lại bình luận ở dưới để mọi người cùng biết, để quý vị và các bạn cũng như mình lựa chọn cho mình những sản phẩm hợp lý nhất, hợp với túi tiền của mình nhất, với tiêu chí ngon, bổ, rẻ mà lại chất lượng của mọi người nha. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Và tôi sẽ cập nhật những video, những ban bệnh của TV, những thực tế nhất để mọi người biết. Còn bây giờ thì chuyển xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.